Chẳng lẽ rằng trong đoàn luật sư thì ông Kính kia không đủ khả năng để mà đối chất với bà Nguyễn Phương Hằng, hay là đối chất với luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng hay sao, mà phải cần thêm người đi hỗ trợ? Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lần đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái câu chuyện của vị luật sư Kính cùng với ông Võ Nằm Yên khi mà lên phòng PC02 để làm việc cùng với bà Nguyễn Phương Hằng. Các bạn cũng có thể biết là mấy ngày hôm nay có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều về vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng mình bị hành hung tại trụ sở công an. Vậy những điều đó có là sự thật hay không? Và chúng ta cũng đã thấy rất nhiều những cái ý kiến xoay quanh cái vấn đề này cũng đã được lên tiếng. Và tất nhiên bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đang vu khống cho đoàn luật sư của ông Kính. Vậy thì chúng ta hãy đi sâu sát một lần nữa vào cái vấn đề này để chúng ta có thể rộng đường dư luận xem rằng ai đúng, ai sai. Mới đây thì hầu như trên tất cả các mặt báo đều thông báo rằng ông Kính đã gửi đơn đến cục C02 để mà làm rõ cái sự việc bà Hằng đã vu khống cho ông Kính là nói sai sự thật. Và chúng ta hãy cùng đi xem cái nội dung đơn mà ông ta trình bày cho cơ quan công an là như thế nào. Luật sư Kính đã gửi đơn đến công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ việc bị bà Nguyễn Phương Hằng vu khống ông hành hung bà tại trụ sở công an. Tối ngày 18 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận đơn của luật sư Lê Thành Kính đề nghị xác minh xử lý việc bà Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, vu khống ông hành hung bà. Theo luật sư Lê Thành Kính, sự việc đã ảnh hưởng lớn đến uy tín danh dự của bản thân và công ty luật nên đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn gửi công an, luật sư Lê Thành Kính trình bày ngày 16 tháng 10, ông cùng đồng nghiệp bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho ông Võ Hoàng Yên đã có mặt tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu để làm việc từ 8 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút. Nội dung làm việc liên quan đến yêu cầu đối chất giữa bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Huỳnh Quý Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam và ông Võ Hoàng Yên về việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Yên lừa đảo. Buổi làm việc có sự có mặt của điều tra viên và luật sư của bà Hằng. Thì trong buổi làm việc này các bạn cũng đã nắm được, đó chính là bên phía chị Hằng thì có một vị luật sư, còn bên phía ông Yên thì có đến tận 4 vị luật sư, trong đó có luật sư Kính. Theo đơn gửi công an thành phố Hồ Chí Minh của luật sư Lê Thành Kính, khi bà Nguyễn Phương Hằng có những lời lẽ xúc phạm, nhục mạ ông Yên với tư cách là luật sư, ông và đồng nghiệp đã có ý kiến và yêu cầu điều tra viên tạm ngưng buổi làm việc và yêu cầu bà Hằng chấm dứt việc chửi bới xúc phạm này. Và chắc hẳn mọi người cũng đã nghe được cái đoạn ghi âm của chị Hằng khi mà nói chuyện với đồng chí công an điều tra. Thì các bạn cũng thấy rằng việc bà Nguyễn Phương Hằng nói ông Yên như thế nào và được xác nhận bởi cái đồng chí công an này thì các bạn cũng đã nghe rồi. Và chúng ta cũng hiểu được rằng bà Nguyễn Phương Hằng là người bị hại và bị ông Yên lừa với số tiền không phải là nhỏ, thưa các bạn. Nó lên tới hơn 200 tỷ. Vậy những gì bà ấy bức xúc thì có thỏa đáng hay là không? Bà ấy bức xúc như thế nào? Và những điều ông Kính nói có đúng sự thật hay không? Chúng ta cũng có thể so sánh những cái lời nói của ông ấy trên các mặt báo. Và dường như ông ta vô tội và không có một vấn đề liên quan đến ông ấy. Vậy thì có một số những cái điểm mà chúng ta quan tâm ở trong cái sự việc này. Trước tiên chúng ta hãy đi nói đến bà Nguyễn Phương Hằng. Khi bà ấy bức xúc với ông Yên và bà ấy có thừa nhận trên cái buổi live stream ngày hôm qua, thì bà ấy có nói, mày có phải là thằng lừa đảo hay không? Mày có lừa tiền tao hay không? Mày có phải là không chữa được bệnh câm điếc bẩm sinh hay không? Các bạn cũng đã nghe. Và sau đó thì đoàn luật sư của ông Kính, không biết là ba người còn lại có phải là thuộc trong đoàn luật sư của ông ấy hay không, hay là người hỗ trợ cho ông Võ Nằm Yên, nhưng cũng là phía bên ông Yên, thì những người này đã sấn tới bà Nguyễn Phương Hằng và có những cái lời nói dồn ép bà ấy. Vậy chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng rằng tại sao họ lại dùng số đông để mà vào làm việc trong khi bà Nguyễn Phương Hằng chỉ có một luật sư và bên ông Yên thì tính cả ông Yên nữa là 5 người. Vậy ý đồ trong cái câu chuyện này là gì? Có phải là lấy số lượng để mà đàn áp vào tinh thần của bà Nguyễn Phương Hằng hay không? Sử dụng những câu từ để kích bác bà ấy lên. Các bạn cũng có thể hiểu rằng là một luật sư bào chữa cho ông Võ Nằm Yên thì ông Kính này cũng đã tham khảo và nghiên cứu nhân vật Nguyễn Phương Hằng rất là kỹ thì mới bảo vệ cho ông Yên. Vậy thì có khi nào ông ấy biết được tính cách, đức tính của bà Nguyễn Phương Hằng là hay nói thẳng,
có gì nói đó, và ông ấy đã đánh vào cái điểm đó của bà Nguyễn Phương Hằng để bà ấy gây ra cái lỗi ở ngay trụ sở công an. Vậy thì theo thực tế, chúng ta có thể nghe cái đoạn ghi âm của bà Nguyễn Phương Hằng khi mà nói chuyện với cái đồng chí công an kia, và rõ ràng rằng cái đồng chí công an kia đã nói là những người của bên phía ông Kính có vào để mà nói qua nói lại với bà Nguyễn Phương Hằng và đã to tiếng với nhau rất là gay gắt. Và theo cái anh công an thì đó không phải là hành động hành hung, và nếu hành hung thì là xảy ra xô xát, tức có nghĩa là va chạm chân tay với nhau. Nhưng ở đây chỉ là cãi vã qua lại. Vậy thì 5 người cãi với lại một người phụ nữ thì điều đó nó có hợp lý hay là không? Nó có gây chấn áp về mặt tinh thần của bà Nguyễn Phương Hằng hay không? Mình lấy ví dụ, nếu như bà Nguyễn Phương Hằng chơi không đẹp, không quân tử, bà ấy có thể ngất ngay tại chỗ và bà ấy nói rằng tôi sợ quá tôi ngất. Vậy những người kia có vi phạm hay không? Và hơn nữa, theo lời ông Kính thì không có chuyện gì xảy ra. Vậy cái lời nói của điều tra viên nói rằng anh ấy đã phải mời ông Kính đi ra ngoài. Vậy thì ông Kính phải làm điều gì đó, phải có tác động gì đó trong lời nói, phải mạnh bạo, có lời nói gay gắt với bà Nguyễn Phương Hằng thì cái đồng chí công an viên kia mới mời ông đi ra ngoài. Các bạn cũng thấy ở trong một trận bóng, khi huấn luyện viên có những cái từ ngữ hoặc là những cái hành động không đúng khi mà hai đội đang thi đấu thì trọng tài cũng có quyền đuổi cái người huấn luyện viên đó ra khỏi sân. Vậy thì trường hợp đó nó có giống với trường hợp này hay không? Ông ấy phải làm một cái điều gì đó, một cái hành vi gay gắt để cho cái người công an viên kia nhận thấy rằng nếu ông này còn đứng ở trong phòng và còn gay gắt thêm thì hậu quả sẽ khôn lường. Và hơn thế nữa, cái đồng chí công an này cũng đã phải gọi sự hỗ trợ của đồng nghiệp để dàn xếp sự việc. Vậy thì nếu hai bên không gay gắt với nhau trong trường hợp hết sức căng thẳng thì các bạn có nghĩ rằng một người điều tra viên cũng có thể xử lý được những người này? Bởi vì ở đây là ở công an thành phố, ở phòng PC02, chứ không phải là ở phường, ở xã mà có thể làm loạn lên được. Vậy thì những điều đó cho chúng ta thấy rằng bên nhóm của ông Yên cũng đã có những cái tác động, những cái hành vi, lời nói gay gắt với bà Nguyễn Phương Hằng, và người sai đã bị mời ra khỏi phòng làm việc. Và chúng ta cũng không thể nào hiểu được tại vì sao họ lại đưa đến tận 4 người luật sư cùng với ông Yên là 5 người vào trong một cái phòng làm việc mà làm việc với một người phụ nữ chỉ có bên cạnh một người luật sư. Chẳng lẽ rằng trong đoàn luật sư thì ông Kính kia không đủ khả năng để mà đối chất với bà Nguyễn Phương Hằng hay là đối chất với luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng hay sao, mà phải cần thêm người đi hỗ trợ tiếp lời cho ông ấy? Và hơn thế nữa, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã xác nhận cùng với cái anh công an kia là có một người phụ nữ đứng ở ngoài cửa rồi đi vào nói bà im miệng đi. Vậy có phải là một cái hành vi xúc phạm đến nhân phẩm của chị Nguyễn Phương Hằng hay không? Và người phụ nữ đó lấy tư cách gì để nói bà Nguyễn Phương Hằng như vậy? Và có một điều hết sức quan trọng mà chúng ta cần phải chia sẻ ở đây, đó chính là cái việc mà ông ta nói là ông ta mất uy tín danh dự sau cái buổi làm việc đó vì bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, thì điều này cũng chưa hẳn đúng, thưa các bạn. Chúng ta cũng biết được những điều mà ông Võ Nằm Yên đã làm trước đây, và mọi người cũng biết được rằng ông ta không chữa được bệnh câm điếc bẩm sinh hoặc là bại liệt bẩm sinh như lời ông ta nói, ông ta khẳng định. Vậy thì ai là người vạch trần ra cái sự thật này? Có phải là bà Nguyễn Phương Hằng hay không? Chính xác là bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy thì người dân có cái nhìn như thế nào với ông Võ Nam Yên này? Họ có tỏ ra là bức xúc với cái người đã đi lừa gạt người dân, lừa gạt niềm tin của những người bệnh trong suốt 14 năm qua hay không? Vậy thì họ sẽ nghĩ rằng những người bảo vệ cho cái ác thì sẽ là ác. Thì họ không đồng tình và họ lên tiếng, họ chỉ trích, họ châm biếm. Điều đó là quyền của họ. Trong lượng người khán giả có rất nhiều tầng lớp. Tầng lớp trí thức, tầng lớp thương gia, tầng lớp nông dân đều có đầy đủ ở trong đó. Vậy thì qua cái sự việc này cũng không hẳn là do bà Nguyễn Phương Hằng để mà ông bị mất đi cái danh dự, mà chính bản thân ông đã tự làm mất danh dự của mình khi bảo vệ cho một cái tội ác, đó là bảo vệ ông Võ Nằm Yên. Họ đang cố tình che đậy đi những cái tội lỗi của họ. Các bạn có thể nghĩ rằng cái số tiền hơn 200 tỷ kia, chẳng lẽ bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Huỳnh Uy Dũng lại tự cho hơn 200 tỷ đồng để ông ấy tiêu vặt hay sao? Để ông ấy mua kẹo mút hay là mua hạt dưa cắn hay sao? Mà họ nhìn ra được cái mục đích của ông Võ Nằm Yên này đi cứu giúp người, dùng cái khả năng của mình để cứu giúp những cái em bé bị bại liệt,
những người không nghe được và có thể trở lại cuộc sống bình thường, thì ông ấy nhìn thấy cái mục đích đó là tốt. Ông ấy đã đưa tiền vào để ông này đi giúp người, nhưng ông này không sử dụng cái số tiền đó vào cái mục đích đó và có những cái hành vi được cho là lừa gạt bà Nguyễn Phương Hằng bằng cách nhắn tin nói rằng tôi còn thiếu ở bên kia tiền xây chùa, rồi tôi cần làm cái này cái kia, và được xác nhận bởi một người nữa, và ông ấy đã chụp màn hình gửi qua cho bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy bà ấy đã xác định qua cái tin nhắn đó là một cái việc mà đáng để giúp thì bà ấy mới chuyển tiền theo như cái lời yêu cầu trước đó của ông Huỳnh Uy Dũng. Và theo mình được biết thì những dòng tin nhắn này cũng đã được lưu lại trong điện thoại của chị Nguyễn Phương Hằng, và cái điện thoại đó cũng đã nộp lên cho Bộ Công an. Và liệu đây có phải là một cuộc dàn dựng của ông Võ Nam Yên cùng với ông luật sư Kính kia hay không, thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi kết luận của cơ quan điều tra và hãy xem luật sư này bào chữa cho ông Yên như thế nào. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký, like, share video giúp mình. Hãy để lại tất cả những cái ý kiến của các bạn ở phía dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận theo hướng tích cực nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.